Y xin giới thiệu chương trình nhạc chủ đề do Phạm Mạnh Cương thực hiện. Một cuộc lên đường, con tàu tách bến, đoàn xe lửa chuyển bánh chậm chạp ra khỏi sân ga, phi cơ cất cánh rời phi trường. Biệt ly, biệt ly, một người ra đi gửi lại phân nửa lòng mình để cảm thấy trong tâm hồn một khoảng trống mông manh, giá lạnh, xâm chiếm bởi sầu rộng thương dài, xâm chiếm bởi niềm cô đơn không tính từ mô tả. Biệt ly, biệt ly, một người ở lại đứng đó nhìn theo, đứng đó sững sờ, nghe như đổ vỡ khởi đầu, mới khởi đầu thôi mà sao tâm hồn đã rã rời tan nát. Niềm đau trở thành nhức nhối, niềm thương mọc gai cùng với linh cảm chợt tới, không bao giờ còn gặp nhau trở lại. Vĩnh viễn, không bao giờ còn tìm lại tiếng cười, giọng nói, mắt nhìn nhau của mới đây, của hôm qua. Gặp lại nhau mà tất cả đã đổi thay, tất cả đã thành xa lạ. Thì hết rồi, chấm dứt rồi, tình yêu đã mang màu quá khứ, tình yêu đã thành kỷ niệm buồn. Bây giờ thì dáng người đi đã nhòe, đã mất. Bây giờ thì dáng người ở lại cũng nhỏ dần, nhỏ dần. Quay nhìn phía sau lần nữa, cái chấm nhỏ đã lẫn vào cái chung, không còn phân biệt. Mất rồi tâm hao. Biệt ly, biệt ly. Trong một kiếp người, hơn một lần phải sống cảnh biệt ly, hơn một lần phải từ giã nhau, nên trong kho tàng kỷ niệm một đời người, những phút giã từ là những kỷ niệm nâng niu, những kỷ niệm sầu, những kỷ niệm thảm, những kỷ niệm đẹp làm dâng cảm xúc. Do đó, đối với người nghệ sĩ là những kỷ niệm chấm điểm khởi hành cho cuộc hành trình mà đích tới là sáng tác nghệ thuật hình thành. Và tôi mời người hãy ngồi lặng để nghe kỷ niệm của lòng mình, kỷ niệm của riêng mình được nhắc nhở bằng giọng ca đẹp, những ca khúc dã từ. Thank you.
trên dòng sông. Ôi coi tàu như sẽ đôi lòng và mây trôi, nước trôi, ngày tháng trôi cùng lứa đôi. Mấy phút bên nhau rồi thôi, đến nay bóng em mờ tối. Người về u buồn khắp trời, người ra đi với ngàn nhớ thương. Mấy phút bên em rồi thôi, dáng em sống trong hồn tôi. Xa cách ta còn tìm đâu ngày vui. Cùng gió sương.